Hai giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này? Em ngủ đây, anh cũng mau ngủ đi nha, em khó. Em giờ không sang đó được đâu. Nhưng này em à, em cứ đến nhanh nhanh đi bà, mong gặp em. Anh đã tất cả đêm làm cha sữa trần trâu đường đêm, cho người nào đó đoán xem. Dù em hay gì, người ta đã béo như con heo rồi mà không chịu buồn, còn khoe một món đồ ngon em thích uống. Mấy người qua đang lẫm luôn. Ai dù em đâu nào, chỉ là anh nhớ em bên quần cao, biết làm sao. Em ở đâu thì anh phi châu đó. Gặp nhau làm sao anh ngủ ngon.